Xin chào tất cả mọi người, đây là một bài luyện nghe trình độ B1. Và trước khi nghe phần audio thì tôi sẽ giải thích một số các từ ngữ trong bài này. Và đây là một bài báo trích từ báo Le Figaro. Và nội dung của bài này nói về một thảm họa vừa mới xảy ra cách đây ít ngày, ở những ngày đầu tháng 2 năm 2023, đó là trận động đất kinh hoàng ở bên nước Thổ Nhĩ Kỳ và nước Syria. Và đề tài của bài báo này đó là Séisme en Turquie et Syrie. Plus de 33 000 morts selon un nouveau bilan. Séisme là danh từ có nghĩa là trận động đất. Chúng ta có thể dùng một chữ khác là un tremblement de terre. Trembler là rung rẩy, là rung rinh. Tremblement de terre là đất nó rung rinh. Và danh từ người ta dùng một cách chuyên môn hơn là un séisme. Và nó có nghĩa là một nghĩa khác nữa là một cái chấn động. Chẳng hạn là un bouleversement, chẳng hạn như là trong một cái cuộc bầu cử có một ứng cử viên không có nổi trội lắm nhưng mà cuối cùng thì lại đắc cử. Người ta gọi đây là một cái chấn động ở trong việc bầu cử, un séisme électoral. Và trong thể thao cũng như vậy, một đội bóng được đánh giá không cao nhưng mà lại thắng một cái đội bóng được đánh giá rất là cao, người ta gọi đây là một cơn địa chấn. Như vậy người ta dùng với cái nghĩa hình bóng, một cơn địa chấn, một chấn động, un bouleversement. Nhưng mà trong bài này người ta nói về cái ý nghĩa cụ thể, đây là một trận động đất. Và tính từ của danh từ séisme đó là seismic. Chẳng hạn chúng ta có une secousse seismic. Secousse là một cái gì nó lung lay, nhưng mà lung lay không phải do gió, không lung lay không phải do con người, mà do là một cái sự địa chấn ở dưới lòng đất, người ta gọi là une secousse seismic. Chúng ta để ý là một cái gì đó, một cái đồ vật, thậm chí là một cái nhà nó có thể rung rinh. Như là cái nhà mà nằm ở gần một cái con đường, mà con đường này làm không có chắc, thì cái xe to đi qua thì nó có thể là rung rinh. Hoặc là đi lên trên cây cầu nó được xây dựng không chắc chắn thì nó cũng có rung lắc. Nhưng mà đó là rung lắc không phải do seismic. Đây một cái vùng miền bị lung lay, bị rung chuyển, thì người ta gọi đó là une secousse seismic. Và một người nghiên cứu về các cái hiện tượng động đất địa chấn này, người ta gọi là nhà địa chấn học, un sismologue. Và chúng ta vừa nói một chút về danh từ séisme. Một cuộc động đất ở bên nước Thổ Nhĩ Kỳ, La Turquie, và bên nước Syria. Tại sao xảy ra ở bên hai nước này? Bởi vì nó xảy ra ở cái vùng giáp danh biên giới giữa hai nước này. Do đó nó gây thiệt hại cho cả một phần của nước Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, và một phần của nước Syria. Và người ta giải thích như thế này, plus de 33 000 morts selon un nouveau bilan. Theo một cái cuộc đánh giá, một cái cuộc tổng kết tình hình gần đây nhất, mới nhất, thì có tới 33 000 người chết. Và chúng ta nhớ lại những cái bài báo đầu tiên khi đăng tin cuộc động đất này, thì tôi nhớ người ta đưa ra có 15 người chết, rồi cứ tăng lên vài trăm, tăng lên 1 000, tăng lên, và bây giờ đã tăng lên tới 33 000. Và nếu chúng ta đọc hết cái bài này thì người ta lượng giá là có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba, còn nhiều hơn thế nữa. Như vậy đây là một cơn động đất khủng khiếp và chúng ta cũng cần để ý. Ở đây chữ bilan. Bilan dùng ở trong các đơn vị hành chính thì người ta gọi là bảng cân đối tài chính. Ở trong các công ty xí nghiệp thì người ta gọi bilan là một bảng cân đối tài chính. Nhưng mà một cái nghĩa khác tổng quát hơn, tức là bảng tổng kết tình hình. Chúng ta thấy ở trong xã hội của chúng ta, tới cuối năm dương lịch và năm âm lịch, chúng ta có những cái hội nghị tổng kết, người ta gọi là réunion bilan, tổng kết cái tình hình hoạt động của năm vừa qua. Và sau đây tôi xin giới thiệu một cái bản đồ để chúng ta có một chút về khái niệm về vị trí địa lý này. Đây là cái phần màu trắng là phần lãnh thổ của nước Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước rất là đặc biệt, nó có một phần nhỏ nằm ở bên châu Âu và một phần rất là lớn, cái phần này nằm ở bên châu Á, Turkey. Và nước Syria thì là một nước Tây Á, nằm ở châu Á mà nằm phía Tây, gọi là Syria, kế bên là Iraq. Thì cái vùng động đất nó xảy ra cái chỗ này, tức là nằm giáp danh giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey và Syria, và nó gây thiệt hại cho cả hai nước này. Và nhìn lên bản đồ châu Á, chúng ta thấy đây là phần đất của Thổ Nhĩ Kỳ này. Chúng ta nói là có một phần nhỏ nó nằm ở bên lãnh thổ châu Âu, phần màu xám là châu Âu. Tất cả các vùng có màu mè này gọi là châu Á. Thì Thổ Nhĩ Kỳ có một phần rất nhỏ nằm ở châu Âu, rồi một phần lớn nó nằm bên châu Á. Syria nằm ở châu Á,
mà nằm ở phía Tây, người ta gọi các cái nước này là các nước Tây Á, đây là phía Tây. Ở bên này là các nước Đông Á, chúng ta nằm ở phía Nam là Đông Nam Á. Rồi trên này là các nước Tây Bắc Á, các nước Nhật, Hàn Quốc. Và chúng ta coi Turkey và Syria. Rồi kế bên đó là Iraq, rồi xuống dưới là Jordani, rồi Liban, rồi Israel. Và xuống dưới là Arabia Saudita, các nước Ả Rập, một vùng để các nước Ả Rập. Như vậy vị trí của Turkey và Syria nằm đây, hai nước nằm sát nhau. Và cơn địa chấn nó xảy ra ở ngay cái vùng ranh, giáp ranh giữa hai nước này. Ở chỗ này tôi có thể ghi nhiều. Vậy chúng ta thấy chúng ta vừa định vị được cái chỗ vị trí của cái cơn địa chấn. Le point sur la situation, le décompte pourrait encore doubler selon l'ONU, tandis que les secours s'activent 16 jours après le drame. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đang xét cái, chúng ta đang coi lại cái bài báo nói về cái trận động đất này, tức là đã xảy ra 7 ngày rồi. 7 ngày sau khi cái thảm cảnh xảy ra thì theo Liên Hiệp Quốc ONU là l'Organisation des Nations Unies, tổ chức của các nước, của các quốc gia liên kết lại, chúng ta gọi là Liên Hiệp Quốc. Thì theo Liên Hiệp Quốc thì trong khi các cái việc cứu trợ vẫn được vội vã, đầu từ s'activer là vội vã, tiến hành rất là vội vã, thì cái việc đếm le décompte có thể pourrait, đây là một cái cách nói của các nhà báo, họ không có một cái thông tin chắc chắn thì họ nói với, thì présence của một conditionnel thì việc đếm có thể sẽ tăng lên gấp đôi, đúp lên là gấp đôi. Và le point sur la situation, le point là điểm qua cái tình hình, của tình hình, situation là tình hình, le point là điểm qua tình hình. Thì người ta nói là theo Liên Hiệp Quốc thì cái việc đếm đếm các cái người chết đó, thì có thể sẽ còn tăng lên nữa, trong khi các cái việc cứu trợ vẫn được tiến hành một cách vội vã 7 ngày sau khi cái thảm cảnh này xảy ra. Le bilan augmente de jour en jour depuis le 6 février et devrait doubler selon l'ONU. Theo Tổ chức Liên Hiệp Quốc thì cái tổng kết cuối cùng sẽ gia tăng từng ngày, tức là ngày hôm nay lại tăng hơn ngày hôm trước, kể từ ngày mùng 6 tháng 2 cho tới bây giờ, và nó có thể devrait doubler, ở đây cũng là conditionnel present, có thể gấp đôi lên. Và chúng ta coi về chữ động từ doubler, doubler có thể là VT, có thể là VI. VT tức là làm cho một cái gì đó nó tăng lên gấp đôi, còn VI nó được nhân lên gấp đôi, tức là nhiều gấp đôi, đó là gấp 2, gấp đôi là gấp 2. Gấp 3 là triple, nó cũng có thể là VT, cũng có thể là VI. Gấp 4 là quadruple, tức là quatre fois plus, gấp 4 lần. Cứ như vậy chúng ta có thể làm cho các con số khác và cho tới con số 100, gấp 100 lần là centuple, tức là multiplier par 100. Chúng ta có gấp 2, như gấp 3, gấp 4, gấp 100. Nhưng mà nếu chúng ta có những con số ở giữa thì chúng ta không có đủ các cái từ ngữ để diễn tả. Thì chúng ta diễn tả như sau. Chẳng hạn chúng ta nói là thời giới trẻ bây giờ thì nó các bạn trẻ bây giờ thì bỏ thời gian ở trên internet nhiều hơn là đọc sách gấp 6 lần. Thì chúng ta nói gấp 6 lần, chúng ta không tìm một cái động từ gấp 6 lần mà chúng ta nói là 6 fois plus. Nước Canada thì rộng hơn nước Pháp ở chính quốc tới 20 lần. Pháp ở chính quốc, tức là nước Pháp ở trong, tại nước Pháp thôi, không kể các cái tỉnh, các cái vùng biển ở hải ngoại, ở xa xôi như là bên Thái Bình Dương, ở bên châu Mỹ, chỉ tính lãnh thổ của nước Pháp ở chính quốc thì diện tích của nước Canada thì rộng gấp 20 lần, thì người ta dùng là 20 fois plus, 20 lần to hơn, ở đây là trải qua thời gian 6 lần nhiều hơn ở trên internet hơn là đọc. Như vậy chúng ta có cái chữ lần này này, 6 fois, để thay cho, để chúng ta không phải tìm các tất cả các cái động từ. Ở đây chúng ta có gấp đôi, gấp 3, gấp 4, nhưng mà ngoài ra chúng ta cứ dùng một cách rất là tiện dụng là số lần nhiều hơn. Ở đây là 6 lần nhiều hơn, 6 fois plus, ở đây 20 lần nhiều hơn, 20 fois plus. Au moins 33 000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Hôm nay là ngày 13 tháng 3, như vậy một tuần trước, cách đây một tuần, thì một cơn động đất với cái cường độ là 7,8 nó đã giáng xuống, frappé là đánh đập, ở đây là giáng xuống
đã xảy ra ở bên nước Thổ Nhĩ Kỳ và bên nước Syria, và có ít nhất, ôm ngoan là ít nhất 33.000 người đã bị chết. Ở đây người ta dùng cái cách mà tả văn đó, ôm trouver la mort. Ở đây chúng ta đừng có dịch là đã tìm ra cái chết, đã bị chết. Ce nouveau bilan annoncé dimanche par les autorités pourrait encore doubler selon l'ONU. Cái tổng kết tình hình này được loan báo vào Chủ nhật vừa qua, tức là ngày hôm qua, của các nhà do các cái nhà cầm quyền. Thì cái tổng kết này, pourrait, chủ ngữ của pourrait là cái bilan là cái tổng kết tình hình này rất có thể sẽ còn gấp đôi theo như là Liên Hiệp Quốc. Tandis que des dizaines de milliers de secouristes continuent de fouiller les décombres dans un froid racial. Trong khi hàng chục ngàn, dizaines là một chục, chục là chục ngàn, des dizaines de milliers, hàng chục ngàn những người cứu cứu nạn, secouristes, những nhân viên cứu nạn vẫn tiếp tục lục soát, fouiller là lục lọi ở trong các cái đống đổ nát. Les décombres, chúng ta để ý danh từ les décombres là danh từ luôn luôn ở số nhiều, và nó có vẻ hơi hơi giống cái danh từ mà chúng ta gặp ở số 4 này. Le décompte là đếm, ta tự động từ compter, trong khi les décombres là cái đống đổ nát của một tòa nhà. Một cái tòa nhà nó đổ nát có thể do nó cũ kỹ hoặc là do bị một cái sự cố gì đó nó sụp đổ, thì nó cũng để lại một cái đống đổ nát, người ta gọi nó là décombre. Và chúng ta để ý phát âm ký tự M ở trong này cũng như ký tự M ở bên dưới là N, bởi vì đứng trước P và B. Le décompte, le décompte. Trong khi các nhân viên cứu nạn vẫn tiếp tục đi lục lọi ở trong các cái đống đổ nát. Dans un froid racial, un froid là một cái trong cái thời tiết lạnh, mà lạnh racial là lạnh như là có ướp nước đá, thì chúng ta có thể dịch là cái lạnh cắt da. 7 jours après le drame, des vies sont encore sauvées. 7 ngày sau khi thảm cảnh xảy ra thì có nhiều người vẫn còn được cứu, để vì là những cái cuộc sống vẫn còn được cứu. Và ở đây chúng ta thấy có một cái thông tin rất là đau lòng. Comme celle du petit Ali Talha, âgé de 2 mois, resté bloqué 128 heures et retrouvé dans les bras de sa mère décédée, selon les médias locaux. Sau 7 ngày vẫn có nhiều người được cứu 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 khỏi cho khỏi chết đó, được cứu sống, như trường hợp sen là cái vi, sen là cuộc sống, như là trường hợp của em bé Alit Ali Talha, tức là em bé trai mới có 2 tuổi thôi. Em đó bị kẹt 128 giờ và được tìm thấy sống sót ở trong tay, cánh tay của mẹ của em bé, mà mẹ của em bé đã chết rồi. Theo như một số các nguồn tin thông tấn của địa phương thì người ta đã tìm thấy một em bé mới có 2 tháng tuổi thôi, mà sau 128 giờ, 128 giờ chúng ta chia cho 24, tức là khoảng 5 giờ, à xin lỗi, 5 ngày, 5 ngày nằm trong cánh tay của mẹ mình, mà mẹ mình đã bị chết mà em vẫn còn được cứu thoát. Đó là một cái phép lạ. Le bilan humain susceptible de doubler, tính từ susceptible de là có thể, tổng kết về các cái sinh mạng, nhân mạng rất có thể là sẽ tăng lên gấp đôi, doubler. Les Nations Unies ont averti qu'au moins 870 000 personnes avaient besoin en urgence des repas chauds en Turquie et en Syrie. Cơ quan Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo cho biết là có ít nhất 870.000 người đang cần một cách khẩn cấp chỉ cái bữa ăn nóng ở trong cái vùng đất này của Thổ Nhĩ Kỳ và của Syria. Ở chúng ta vừa nói bên trên là chỗ này nó lạnh, lạnh cắt da, en froid racial, lạnh như là có đá. Như vậy bây giờ họ ở trong cái cảnh màn trời chiếu đất, không có bếp, không gì hết, thì họ cần thức ăn lương thực và cần những bữa ăn nóng để có thể có cái năng lượng để mà sống. Jusqu'à 5,3 millions seraient actuellement sans toit rien qu'en Syrie. Chữ riêng cơ là chỉ tính ở trong vùng Syria, tính trong cái phần đất của nước Syria thôi, thì đã có tới 5.300.000 người đang không có nhà cửa, tức là màn trời chiếu đất. Face à l'ampleur des victimes, l'OMS a lancé un appel aux dons. Ở bên trên chúng ta có chữ viết tắt là l'ONU, l'Organisation
là viết tắt của L'Organisation des Nations Unies, Liên Hiệp Quốc. Và bây giờ chúng ta có chữ viết tắt là L'OMS, là L'Organisation Mondiale de la Santé. La Santé là sức khỏe, Tổ chức Y tế Thế giới. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì đã phát ra một cái lời kêu gọi đón nhận những cái quà, đây là việc cứu trợ đó, bởi vì đang đứng trước một cái số lượng rất lớn về các cái nạn nhân, victim là nạn nhân, lompeur là độ lớn, đứng trước quá nhiều các nạn nhân thì Tổ chức Y tế Thế giới đã phát ra một cái lời kêu gọi xin trợ cấp, xin trợ giúp. Le décompte des morts qui s'élève dimanche à 33 179 va doubler ou plus, a alerté samedi le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths. Cái ông tên là Martin Griffiths là nhân viên, là trưởng của cơ quan nhân đạo humanitaire, của cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, thì đã báo động như thế này. Nếu mà chúng ta đếm các con số người đã thương vong, hiện nay nó lên tới, vào ngày Chủ nhật vừa rồi, nó đã lên tới C-level, đã lên tới con số là 33.179 người, thì nó sẽ có thể gấp đôi hoặc là còn có thể cao hơn nữa. Ce dernier s'est rendu samedi en Turquie dans la ville de Karamanmara, épicentre du tremblement de terre. Ce dernier là ông này, ông Martin Griffiths, đã tới hôm thứ Bảy, đã tới Thổ Nhĩ Kỳ ở trong cái thành phố tên là Karamanmara, và đây là tâm chấn của cái trận động đất. Chúng ta thấy trong danh từ epicentre có chữ centre là trung tâm, chúng ta gọi là tâm chấn. Chẳng hạn như đây là người ta vẽ sơ đồ một cái trận động đất ở bên nước Nhật, đây là hình thể của nước Nhật. Nước Nhật là một cái đất nước mà ngày nào cũng có động đất nhỏ nhỏ cho tới vừa, và thỉnh thoảng động đất rất là lớn. Thì khi các nhà khoa học về địa chấn thì họ sẽ vẽ ra các cái vòng tròn như thế này để cho biết ở cái điểm nhỏ nhất và in màu đậm, đó là tâm chấn, tức là nó rất là nặng, rồi càng đi xa nó càng nhẹ, tới cái vùng xa hơn nữa thì vẫn bị ảnh hưởng của cái cơn địa chấn này nhưng mà nhẹ hơn. Như vậy ở cái vùng tâm này là tâm chấn, là cái vùng nặng nề nhất. Thì ông nhân viên tên là Martin Griffiths, là nhân viên trưởng văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, hôm thứ Bảy vừa rồi ông ta đã tới cái thành phố bên Thổ Nhĩ Kỳ là tâm chấn của cuộc động đất, và ông ta phát biểu với báo Sky News như thế này: Je pense qu'il est difficile d'estimer le bilan précisément. Tôi nghĩ rằng rất khó để có thể đánh giá ra tình hình tổng quát một cách chính xác. Car nous devons passer sous les décombres. Bởi vì chúng ta còn phải đi lục lọi ở trong các cái đống đổ nát, chưa có thể biết hết được. On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre des morts. Chúng tôi thực sự vẫn chưa bắt đầu để đếm, để cho biết cái con số những người đã thương vong, những người đã chết. Như vậy đây là một cuộc động đất rất là kinh hoàng. Tất cả những cái nhà mà không vững chắc thì đều bị sụp đổ hết, và kể cả những nhà vững chắc, những cái tòa nhà lớn cũng sụp đổ, và bây giờ người ta phải đi lục lọi trong cái đống đổ nát đó. Ở đây tôi xin giới thiệu một cái tài liệu đọc thêm để cho chúng ta có thể có một cái khái niệm về cái mức độ tàn phá của cơn động đất này. Cơn động đất thường thường được đo lường theo cái cường độ của nó, và cái thang để đo cái cường độ này thì người ta tính theo cái thang Eschen de Richter. Chúng ta thấy cái danh từ này rất là hay dùng này. Cái thang Richter thì nó cho chúng ta biết quy mô của các cái trận động đất như sau. Nếu mà cái cường độ là dưới 2 thì người ta nói là rất nhỏ và các cái địa chấn này gần như không thấy. Dưới 2 thì chúng ta không cảm thấy gì hết. Minor là cũng còn nhỏ, thì nó nằm trong khoảng từ độ 2 cho tới 3,9, thì nói chung người ta cũng không có cảm thấy. Có lẽ là trừ các cái nhà khoa học có các cái dụng cụ, còn chúng ta không cảm thấy. Và động đất nhẹ thì trong khoảng cái độ từ 4 cho tới 4,9 thì người ta có cảm thấy cái các cái đồ đạc nó di chuyển, nó lung lay, nó rung rinh, và nó cũng chưa có gây ra nhiều các cái thiệt hại. Modere là khá nặng rồi, thì cái cường độ là từ độ 5 cho tới 5,9 thì nó gây ra những cái tổn thất về cấu trúc là đường xá, nhà cửa, cầu cống, tùy theo cái loại hình của các cái cơ sở đó. Nếu mà
làm không tốt thì nó có thể sụp đổ hay có thể bị nứt. Và ở cái mức độ mạnh thì là cường độ là từ 6 tới 6,9 thì gây ra những cái tổn thất khá trầm trọng ở trên cái vùng rộng rộng rãi. Và một cái động đất được coi là major, được coi là trầm trọng thì có cái độ là từ khoảng 7 tới 7,9 gây ra những cái thiệt hại rất quan trọng ở trên cái vùng rất là rộng. Như vậy cơn địa chấn, cơn động đất ở vùng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria mà chúng ta đang khảo sát nó nằm ở trong cái khoảng này. Còn hai cấp độ nữa là cấp độ từ độ 8 tới 9,9 thì gây ra những cái tổn thất khủng khiếp ở trên một cái vùng rất là rộng. Và cái mức độ cuối cùng người ta gọi là legendaire, tức là huyền thoại, hoặc là apocalyptic, tức là gần như là apocalypse, tức là như là tàn phá hoàn toàn đó. Thì đây là những cái cơn địa chấn ở trên cái mức độ trên 10. Nhưng mà rất may mắn là những cái cơn động đất ở cái mức độ này chưa hề, cho tới bây giờ thì chưa hề xảy ra. Nếu xảy ra thì nó gây ra cái sự tàn phá khủng khiếp, gần như là apocalypse, tức là hoàn toàn không có cái gì còn toàn vẹn nữa. Như vậy cơn động đất mà chúng ta vừa mới coi ở trong bài này nó nằm ở trong cái mức độ cũng khá lớn, khá quan trọng. Nó gây ra cô do, gây ra đề đề ga important, những cái tổn thất quan trọng, tức là nặng nề, sur the vast zone, ở trên những cái vùng rộng lớn. Và bây giờ chúng ta nghe phần audio của bài báo này. Séisme en Turquie et Syrie, plus de 33 000 morts, selon un nouveau bilan. Le point sur la situation, le décompte pourrait encore doubler, selon l'ONU, tandis que les secours s'activent, 7 jours après le drame. Au moins 33 000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Ce nouveau bilan, annoncé dimanche par les autorités, pourrait encore doubler, selon l'ONU, tandis que des dizaines de milliers de secouristes continuent de fouiller les décombres dans un froid glacial. 7 jours après le drame, des vies sont encore sauvées. Comme celle du petit Ali Alitala, âgé de 2 mois, resté bloqué 128 heures et retrouvé dans les bras de sa mère décédée, selon les médias locaux. Les Nations Unies ont averti qu'au moins 870 000 personnes avaient besoin en urgence de repas chauds en Turquie et en Syrie. Jusqu'à 5,3 millions seraient actuellement sans toit rien qu'en Syrie. Face à l'ampleur des victimes, l'OMS a lancé un appel aux dons. Le décompte des morts, qui s'élève dimanche à 33 179, va « doubler ou plus », a alerté samedi le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths. Ce dernier s'est rendu samedi en Turquie dans la ville de Karamanmara, épicentre du tremblement de terre. « Je pense qu'il est difficile d'estimer le bilan, précisément car nous devons passer sous les décombres. » On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts, a-t-il déclaré à Sky News. Và xin chào tất cả mọi người.